Tạm biệt anh, cuối tuần gặp lại. Hay là hôm ấy mình đi sớm một chút, rồi chiêu đãi hai cụ ăn sáng luôn nhỉ? Thế có tiện không? Em thấy các cụ có vẻ không hợp nhau, cứ chành chọe nhau suốt ấy. Thế có anh với em để làm gì? Mà các cụ có như thế mới dễ thân nhau ấy. Tạm biệt. Em đi đây. Có mỗi tiễn thôi mà cũng mồ hôi một cây nhễ nhại thế này cơ à? Em đừng có nghĩ linh tinh, cô ấy là đối tác của công ty đấy. Em nhìn cái gì? Chắc phải là người đặc biệt lắm, cho nên đích thân chủ tịch phải xuống tiễn, lại còn mở cửa xe, cúi rạp mình giống hệt thằng Huy đón khách ở quán ấy. Đúng, người ta là người rất đặc biệt, hoa hậu quý bà, doanh nhân thành đạt. Hiếm phụ nữ nào có thể hoàn hảo được như cô ấy đấy. Vậy à? Nhưng vẫn thấp hơn em. Em đến đây làm gì? Vợ đến thăm chồng mà cũng cần phải có lý do à? Dạo này em thấy anh hơi khác đấy nhá. Lo rồi phải không? Này, có không biết giữ, đến lúc mất đừng có tiếc. Đi tìm hạnh phúc mênh mông biển khơi, sóng gió cuộc đời chiều trên biển vàng. Em lạc trong muôn vàn những đắng cay cuộc đời, rồi anh đến bên chào em bình yên. Em người mang đến cho anh những vui buồn, có khi hơn em, giận hờn đôi chút thoáng qua. Yêu người, thương người, mong chờ hạnh phúc, dẫu biết quanh ta còn muôn vàn những trông gai. Yêu thương mong manh mang tin tình ai trao về em. Ngang qua đớn đau dòng đời, còn ai ở bên? Chỉ còn tinh thần bao la. Một thói yêu thương trao em cùng ngàn câu ca. Hạnh phúc trao nhau đôi. Hãy cho